hộ cho chị Loan cả nhà ấy. Và chắc xe VIP đợi hộ. Bây giờ cũng có dạ, thì hiện tại bây giờ là có một cô nữ Việt kiều cũng đi xe hơi đến để mua hàng ủng hộ cho chị Loan nha cô chú. Dạ thì hiện tại bây giờ là trời Sài Gòn mưa rất là lớn đó cô chú anh chị, cho nên là mấy anh em của tụi em cũng nép vào bên trong để ghi hình cho các cô chú anh chị xem. Dạ thì phía trước cũng có anh trai cũng chở hàng đến nha cô chú. Sáng cũng có chú đi giao một chuyến anh, bây giờ tới anh xe gáp hàng khác một chuyến nữa anh ơi. Đúng rồi. Là chuyến thứ hai còn một chuyến nữa, còn chuyến của chú chuyến chưa giao nha cả nhà. Bây giờ cũng có cô đại gia là ủng hộ cho chị Loan cả nhà ơi. Anh thấy y Việt kiều Mỹ anh ơi. Việt kiều hả anh? Tóc trắng anh ơi. Dạ. Tóc trắng rất là quý luôn. Thì ngày hôm nay là cũng có trưa ngày hôm nay cô chú, trời mưa rất là lớn nhưng mà cũng có cô Việt kiều cũng đến nhà chị Loan, và điều đầu tiên cô đến là cô cũng ghé lên nơi bàn thờ của chú là sẽ Vũ Linh đỡ thắp hương nha cô chú. Rồi cô cũng xuống nhà dưới nơi chị Loan bán hàng để chọn cho mình những cái món hàng ăn vặt mua ủng hộ cho chị Loan á anh. Dạ. Bình thường á chị Loan cũng có để một cái tấm bảng anh. Dạ. Cũng như mà để cái, đó là cái tấm bảng là xem cái món nào mình để mình mua. Thì chị Loan nói chung là cũng rất là chu đáo luôn. Chị Loan cũng đỡ một cái bảng giá với những cái món hàng ăn vặt ở trên cái cửa anh. Đúng rồi, trong nhà cũng có nữa. Dạ thì chị Loan để ở ngoài là cái bảng shop thôi. Shop. Còn mà vô trong nhà cô chú, chị Loan có một bảng giá cô chú chị mua cái gì chị sẽ có hết nghe cái cô chú chị, chứ không phải là thì không có nghe cô chú. Không mà để cái shop ở trong thì mà có bảng giá hết đó. Cô chú đâu cần mua đồ ủng hộ chị Loan, mua trên online không được thì mình đến nhà tặng nhà mình mua luôn. Mà có điều quan trọng nhất cô chú mình sẽ lưu ý cái số tài khoản nghe cô chú. Số tài khoản là MMB nha. Võ Thị Hồng Loan số điện thoại 1958 và 599 cô chú. Chỉ cần sai một con số là đi hết luôn đó cô chú. Dạ thì hiện tại bây giờ là cũng trưa rồi nha cô chú anh chị. Thì chị Loan cũng chuẩn bị sắp xếp công việc rồi cũng đến chỗ phim trường nơi anh hai nghệ sĩ Vũ Lân. Vũ Lân sẽ tổ chức cái lễ cúng dỗ tổ nghề nha cô chú. Dạ mưa lớn quá anh ơi, còn tại bây giờ mưa lớn, qua này mưa lớn quá cô chú, thì tụi em cũng nép vào bên trong hiên nhà ở quay chia sẻ đến cho các cô chú anh chị yêu thương chị Loan được xem. Trời mưa anh gáp còn chở rất là nhiều hàng đến giao cho chị Loan nha cô chú. Thì mỗi cái thùng hàng anh gáp cũng đều lấy cái áo mưa che lại nha cô chú anh chị, sợ ướt cái thùng. Dạ. Dạ thì tụi em quay cái video này cô chú, nói chung là chờ đợi cô khán giả Việt kiều mua đồ ra nó hơi lâu, thì cũng mong rằng là các cô chú cũng ráng theo dõi hết cái video để cho tụi em có những cái động lực quay video tiếp theo nha cô chú. Cô chú anh chị theo dõi kênh Hòa Bình Vlog và Tinh Ba Miền và Giàu Thiện Vlog và 76 Vlog cô chú chị. Chị mấy bạn em cho em một like, một lượt đăng ký, một chia sẻ cô chú chị. Bọn em sẽ có cái động lực ra những video hay cô chú anh chị yêu mến chị Loan theo dõi nha. Cô Việt kiều đang thắp hương á. Đúng rồi, đang thắp hương ở đây đó. Đang thấy cô mới lên. Mình thấy trong truyền hình này, trên cái video thì nó không có rõ đó. Cô Việt kiều ra. Rất là quý luôn, trời mưa rất là lớn nhưng mà hai cô Việt kiều cũng cũng đến mua hàng ủng hộ cho chị Loan. Dạ. Mình cũng chúc mừng cho chị Loan ha. Dạ. Cố bán. Dạ thì nói chung cô chú, tụi em ở đây quay thì chị Loan buôn bán hàng đất á, tụi em cũng rất là vui nha cô chú anh chị.
Dạ thì những lời nói của tụi em nói ra là rất là thật lòng luôn á cô chú. Anh ơi, thì nói là Việt Kiều Australia. À đúng rồi. Vừa rồi chị cô Việt Kiều đó đầu tóc trắng phê luôn á. À nghe nói là cô Việt Kiều này là Australia cố mua như nhiều lần rồi. Dạ. Mua rất là nhiều hàng để ủng hộ cho chị Loan luôn á cô chú. Hiện tại thì trời vẫn mưa, còn mưa nha cô chú chị. Bạn em cũng vậy, nói là mưa thì em xuống dưới rước em tập lạc cho cô chú chị bến chị Loan. Thì phải rõ tình hình chị Loan, thì sống chị Loan cô chú chị. Chị Loan thì nói chung á cô chú, ngày nào cũng có khán giả đến mua hàng để ủng hộ cho chị Loan. Nói chung thì có sao tụi em chia sẻ vậy rồi cô chú. Ban ngày á thì các cô chú anh chị cũng đến ít hơn ban đêm, do là ban ngày thì các cô chú cũng bận đi làm, thì ban đêm các cô chú rảnh á thì đến nhà chị Loan rồi mua hàng ủng hộ cho chị Loan nha cô chú. Có cô chú anh chị mà ban ngày đi làm đó, còn chị đi làm về ghé ngang qua mua đồ chị Loan, mà cô chú anh chị nói mua đồ mà một túi đồ đó nói rất nhiều món này, nó quả là một túi là một món ăn cả nhà, rất nhiều món luôn, mà đồ chị Loan rất là ngon nha cả nhà, rất ngon luôn. Dạ thì hiện tại bây giờ cô chú thì có một anh trai, không phải đâu phải đâu, dạ hiện tại thì hai ba ngày nay cô chú thì anh Hải cũng ở nhà phụ bán hàng với các anh chị người làm của chị Loan nha cô chú. Nói chung là anh Hải cũng rất là giỏi đó, như hồi đi mơ á anh thấy anh Hải rất cũng rất là hiền nha, không nói chuyện với ai ha. Với chị Loan cũng hiền, chứ buôn bán lúc nào cô chú anh chị nào cũng yêu thương chị Loan, cũng lợi ủng hộ cho chị Loan. À, một cái món quà cũng rất là quý nha cả nhà. Như mình theo cái tâm linh đó của chú anh chị, mình theo tâm linh nè, từ cái lúc mà cái cây bông với nhiều của cậu Năm nó mà nhổ đi đó, là trước khi ngày trước nhổ ngày sau là có một cô đánh xin việc, lần sau nữa là có một anh lính hỏi việc nữa, còn hôm qua nữa là bắt đầu là có con bún bò nó ghé ngang qua đó, ghé ngang qua thì sáng nay có thêm một cô đánh xin việc nữa cả nhà. Theo cô chú anh chị mà có một tâm linh, cô chú anh chị hãy comment cho bọn em biết cô chú anh chị. Dạ bây giờ Vinh cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn Vinh kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha. Và tiên em cũng kết thúc tiếp đây, mong cô chú anh chị mến em cho một like và đăng ký cho chú anh chị.